lại là một siêu phẩm màn hình gập. Không nằm ngoài cuộc chơi thì tháng 4 vừa qua, Vivo đã cho ra mắt một chiếc điện thoại gập vỏ sò đầu tiên được đặt tên là Vivo X Flip. Em này có gì đặc biệt hơn so với những phiên bản tiền nhiệm hay là những dòng cùng phân khúc thì hãy cùng mình đánh giá trong video ngày hôm nay nhé. Hi, mình là Uyên và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Cellphonehead. Đầu tiên là về ngoại hình của em Vivo X Flip này đi ha, thì cũng tương tự giống như là những mẫu điện thoại gập khác trên thị trường thôi. Em này cũng sẽ được thiết kế với các kiểu bo cong ở các góc như thế này, cũng như là được hoàn thiện bằng kim loại sáng bóng nữa, nên là sẽ tổng thể sẽ đem đến một cái kiểu thiết kế trông sang trọng hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ là đối với cái kiểu thiết kế bo cong như vậy thì cũng sẽ dễ dàng cho người dùng khi mà bỏ vào túi xách nè, hay là bỏ vào túi quần, túi áo, cũng không có cảm giác là bị cấn hay là như thế nào cả. Một cái điều mà mình nghĩ là đối với điện thoại Vivo nào mọi người cũng sẽ cảm thấy khá là ấn tượng, đó là cái cụm camera khá là to ở đây. Và em này cũng không ngoại lệ, đặt chễm chệ một cái cụm camera rất là to ở bên góc phải màn hình như thế này. Kèm theo đó là không chỉ có camera không đâu, mà chúng ta còn có thêm một cái màn hình phụ siêu to khổng lồ này nữa. Cái màn hình phụ này dường như là to hơn khá là nhiều so với lại các dòng điện thoại gập khác trên thị trường, như là Samsung Galaxy Z Fold 4 hay là Oppo Find 2 Flip chẳng hạn. Ở mặt lưng thì em này được hoàn thiện bằng kim loại sáng bóng mặt kính, nên là sẽ dễ dàng để lại dấu vân tay khi mà sử dụng. Mình thì mình không thích điều này cho lắm. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy được những cái vân ít như thế này, vân hình dấu ít như thế này, kiểu giống như là đánh dấu đây là phiên bản X Flip của nhà Vivo vậy đó. Trông khá là hay ho. Đó là về phần thiết kế nha. Còn về màn hình thì một cái điểm mà mình cực kỳ ấn tượng đối với em X Flip này chắc chắn là cái màn hình phụ siêu to khổng lồ này. Một cái màn hình phụ mà có thể làm được tất cả mọi thứ luôn vậy đó. Em này có kích thước là 3 inch cùng với tấm nền là AMOLED cao cấp, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được mọi tác vụ cho em này, từ nhắn tin nè, gọi điện nè, chơi game, thậm chí là có thể chụp ảnh, các kiểu rất là nhiều trên một em màn hình phụ này thôi. Và với một chiếc màn hình phụ như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được mọi tác vụ, từ nhắn tin nè, gọi điện, chơi game nè, hay là chụp ảnh gì cũng trên em này được hết. Nhưng mà hoàn toàn là không có cảm giác là giật lag hay gì đâu nha. Xài rất là mượt mà, giống như là một cái màn hình bên trong vậy đó. Và bên trong thì chúng ta sẽ có được một cái màn hình chính là 6.74 inch, đủ lớn để đáp ứng mọi nhu cầu, cùng với tần số web là 120Hz nè, tấm nền AMOLED nè, độ sáng tối đa 1200 nits, hay là độ phân giải Full HD cộng, cũng như là hỗ trợ HDR10 cộng nữa. Và với những thông số như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm em này để mà xem phim nè, nghe nhạc, lướt web, chơi game rất là vô tư. Và hay là các bạn hoàn toàn cũng có thể chia đôi màn hình cho em này để mà thực hiện thao tác được nhiều tác vụ cùng một lúc, rất là hiệu quả luôn. Đối với những chiếc điện thoại gập thì thường thường chúng ta sẽ để ý đến những nếp gấp đúng không? Và em này cũng không ngoại lệ. Đối với X Flip thì mình để ý là hầu như là không để lại vết gấp gì nhiều cả. Có chăng là cũng có thể một chút nhấp nhô lên, nhưng mà lại không ảnh hưởng quá là nhiều trong quá trình trải nghiệm của người dùng đâu nha. Ngoài ra thì theo hãng nói thì em này còn có cơ chế gập 90 độ như thế này, cho phép chúng ta có thể nghe gọi ở cái góc 90 độ như thế này luôn. Không phải là gập hẳn hoàn toàn ra hay là gập vào như thế này thì mới nghe gọi được, mà để 90 độ như thế này cũng có thể nghe gọi được luôn. Ngoài ra là em này còn có cơ chế gập lên đến 500.000 lần nữa. Một con số phải nói là quá là ấn tượng cho một chiếc điện thoại gập như thế này. Về hiệu năng thì Vivo X Flip được trang bị bộ vi xử lý là Snapdragon 8 Plus Gen 1 của nhà Qualcomm. Tính đến hiện tại thì bộ vi xử lý này cũng chỉ kém hơn một chút so với lại Snapdragon 8 Gen 2 mà thôi. Cho nên là em này hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi nhu cầu cơ bản của chúng ta, rất là tốt luôn chứ không phải là đáp ứng được nữa. Không những vậy thì Vivo X Flip còn được trang bị RAM tối đa là 12GB, chuẩn LPDDR5 mới nhất hiện nay, cùng với hệ điều hành là Android 13 và Origin OS 13 mới nhất. Nhờ đó mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đa nhiệm các ứng dụng mượt mà, cũng như là khả năng đóng, mở ứng dụng hay là truy xuất dữ liệu được diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Còn về chơi game thì em này hoàn toàn có thể chiến được mọi từ game 3D phổ biến như hiện nay, như là Genshin Impact hay là Honkai Impact vân vân. Chơi PUBG chẳng hạn cũng rất là ok luôn. Và thêm một điểm đáng thu hút cho em này nữa, đó là về camera, khi mà có kết hợp với lại thương hiệu Zeiss sẽ đem đến một cái khả năng chụp ảnh chất lượng hơn rất là nhiều. Về thông số thì X Flip sở hữu hai camera, có độ cảm biến chính là độ phân giải 50MP, hỗ trợ tính năng chống rung quang học. Đặc biệt là em này còn có thêm nữa là quay video chế độ 4K, sẽ đem đến được cho chúng ta những video chất lượng hơn, chống rung hơn rất là nhiều. Còn đối với camera selfie 32MP cho em này thì mình đối theo mình cảm nhận thì mình cảm thấy ưng nha, không bị ảo quá là nhiều nè, nhưng mà vẫn không cần phải sử dụng qua nhiều app chỉnh sửa để mà cài da trước khi mà đăng lên mạng xã hội.
Và thời lượng pin thì em này được trang bị một viên pin là 4400 mAh. Phải nói là đây là một con số khá là ấn tượng đối với một chiếc điện thoại gập vỏ giòn như thế này. Và với em này thì mình nghĩ là lượng pin như vậy hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được cả một ngày dài đối với nhiều tác vụ cơ bản giống như là lướt web, này, xem phim, chơi một vài tựa game giải trí v.v. Ngoài ra thì nhà sản xuất còn kèm thêm vào đó một cái củ sạc với công suất là 44W nữa, cho nên là sẽ rút ngắn được thời gian sạc nè, đem đến một trải nghiệm dài lâu hơn cho người dùng. Tóm gọn lại ha, đối với mình thì Vivo X Flip mặc dù là sinh sau đẻ muộn đó, nhưng mà em này lại có được những tính năng khá là thú vị hơn rất là nhiều so với lại những dòng sản phẩm khác cùng phân khúc. Và mình nghĩ là đối với bạn nào mà đang thích một chiếc điện thoại mà biên châu nè, thời trang thời thượng này thì em này là một đối thủ đáng gờm đối với những chiếc điện thoại khác đó nha. Và rồi, đây là những cảm nhận của mình khi mà trên tay nhanh em Vivo X Flip này. Các bạn thấy sao về em điện thoại gập này đến từ nhà Vivo? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho Sephonet nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.